chung kỳ kìa anh ơi. Mẹ kể năm xưa, có ông vua già lúc đang đi dạo gặp nhiều xe ngon quá. Ông vua quyết rẽ vào và tậu ngay lấy một em. Vua bối rối ra mặt vì nhiều xe quá là ngon. Truyền cho chế Nam Tào mang hàng xin đến dâng hoàng. Rồi, nhớ năm vừa rồi là Nam Tào review khá là nhiều xe. Gọi đến ngay. Tào ơi. Đây Nam đây, Tào đâu có em Tào đây, anh Hoàng. Xin chào anh Hoàng. Điện thoại VinSmart, VinFast gọi rất nhanh. Gọi phát có luôn. Chào anh Hoàng. Ta nghe năm vừa rồi Tào review khá là nhiều xe cho nên dạ vâng. Nay đi qua đây thì lại thấy nhiều xe ngon quá. Đây đây, đấy 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 đấy. Thì phải gọi đến xem hỏi giá rổ như nào để làm nguyên một dàn về đi chơi Tết, mỗi ngày đi một con. Dạ vâng, báo cáo với anh Hoàng là anh Hoàng đã chọn ngay ra những em đặc sắc nhất ở đây rồi đấy. Thế bây giờ xin phép giới thiệu với anh Hoàng và quý vị và các bạn. Vâng, mời anh Hoàng đến ngay với cả em Rolls Royce. Vâng. Cái xe này hay. Nhưng mà có một cái điều rất là hay trong năm vừa rồi ấy là Tào làm rất nhiều video về review, giới thiệu xe. Nhưng mà và cũng được rất nhiều người hâm mộ, nhưng mà toàn các em lớp trồi với lớp mầm với cả người thân là hâm mộ thôi. Cái thứ hai nữa là Tào mà review xe này ấy thì mình cứ qua xe đối thủ mua là ngon ngay. Rất hay. Không, nhưng không. Mà năm nay là phải cải tiến nhá. Dạ vâng rồi. Thống nhất là năm nay sẽ phải cải tiến rất nhiều. Xin hứa với anh Hoàng như thế. Và anh Hoàng có thể thấy ngay em sắc đỏ, sắc xuân ngay lập tức ở đây. Vâng, em mới đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Quá ngon, quá đẹp. Rolls Royce sản xuất 2010, đăng ký 21 luôn. Ô, cái xe này màu đẹp nhở? Màu đẹp anh ạ. Mà ở đầu xe còn có biểu tượng logo này. Quả phụ bay luôn. Thế đẹp, cái Rolls Royce này là ta nghe nói nó là hiện đại lắm. Đúng rồi anh nó Hoàng ạ. Đi là auto, ông chủ auto đẹp trai đúng không? Vâng. Tất cả các hệ thống cảm biến của xe là đến từ rất nhiều các vị trí khác nhau, là luôn luôn cho ông chủ có được cái cảm giác êm ái nhất khi vận hành trên đường. Thì và cái... giá của em nó thì cũng vô cùng thơm luôn anh Hoàng ạ. Giá bao nhiêu nhỉ? Loanh quanh cỡ khoảng 11 tỷ anh Hoàng ạ. Hôm trước có một cái Rolls Royce 890 gì đấy mới nhất về là ạ. Nghe bảo là giá là đâu phải 70 tỷ. Mà em này giá yêu thương chỉ có 11 tỷ, 11 nghe vẻ hợp đấy. Xem cái nội thất, cái mở cái nội thất. Vâng, vâng, xem. Đây, đây, mời anh Hoàng. Đây, mời anh đến với ngay cái đặc biệt nhất của Rolls Royce là mở cửa ngược. Đấy. Ui giời ơi. Anh Hoàng ngồi ngồi cái thử. Cái ghế như thế này bước vào là auto đẹp dài rồi. Ui giời sướng. Anh Hoàng ngồi thử vào. Ui giời. Đó, anh thấy không? Thơm quá. Cái này là hơn ngựa của anh rất nhiều luôn. Cái này gọi là siêu tuấn mã nhở. Thế này đi thì... nó gọi là auto sướng à? Êm lắm. Ôi thơm quá, nhưng mà thôi được rồi. Trông có vẻ yêu thương nhưng mà giá 11 tỷ là nó hơi bị vượt ngân sách của triều đình. Xem có con nào nó ra thơm không, nói đùa tí, nói nhỏ tí nhá. Dạ vâng. Đặt nhưng mà ghi vào sổ phụ nghe chưa? Ok. Đặt luôn. Em nhận luôn, em nhận luôn cái kèo này. Nhưng luôn. Mà có xe nào nó ngon ngon nữa không? Mua đã mua không? Không mua thôi, mua nhiều một tí. Ui giời, thế thì đây. Giới thiệu với anh Hoàng. GLC, hay người ta còn anh em trong ngành gọi với nhau thân thân thiện, nó gọi là GLC ạ. GLC. Mercedes. Mercedes ngôi sao ba cánh. Là cái ngôi sao ba cánh này nghe bảo cũng sang lắm đấy. Đúng rồi ạ. Con này thì có cái giá yêu thương hơn tí nữa anh Hoàng ạ. Vâng. Giá nhiều nhỉ? Giá nhiều anh em? Giá nhiều. Chiếc này màu đen có cái giá nó cỡ khoảng 2,1 tỷ thôi. Thế nó có cái gì lỗ gì nhỏ nhỏ dưới đây nhỉ? Ôi anh ơi, cái này là camera. Đấy, camera. Camera, camera. Camera, cái camera là... 360. Đúng rồi, camera rồi. Anh ạ. Đi có cái camera này hay lắm nhá. Mình đi chưa kể là cái vấn đề về an toàn đâu. Nhưng mà thấy những cái em nào mà xinh tươi là bật lên cái thấy trước, thấy sau, thấy đủ thứ luôn, đúng không? Ảnh quá tình luôn. Không. Anh thử xem là em này nội thất màu trắng nhìn sang trọng được anh ạ.
À, nhìn cái vành này là biết là ta biết là GLK 300 AMG rồi. Rồi, đây mời anh. Rồi, ta thử ngồi thế xem nào. Ui giời, nội thất của xe Mac nó cũng đẹp đấy. Xem xe với cả mua xe là cứ phải làm cái ngồi thử anh ạ. Này, màn hình này, gỗ này. Nội thất đang còn mới nhà, nhìn vô lăng các kiểu này. Vâng, chiếc này 27 anh ơi. Mới 27 thì là gọi là xe lướt à? Vâng, đúng rồi, đúng chuẩn xe lướt. Xe lướt. Thế đấy. Giá bao nhiêu? Con này 2,1 tỷ. 2,1 tỷ. 2,1 tỷ anh ạ. Ờ, 2,1 tỷ là giá cũng êm đấy. Vâng, rất ngon mà lại không sợ khé. Rất êm đấy. Được. Nghe bảo con này có cái gì đấy, cái 4Matic à? Vâng, đúng rồi ạ. Con này là hệ thống dẫn động 4Matic 4 bánh toàn thời gian. Vâng. GLK 300 đấy ạ. Trông cũng yêu, tức là thôi con này thi thoảng là đi hoành tráng này. Con này đi dân dã một tí thôi được rồi. Cũng hơi vượt ngân sách, nhưng mà thôi. Ghi vào sổ phụ nhá. Vâng, đây rồi anh em mình sổ phụ tí. Sổ phụ. Vâng rồi, em nhận rồi, em nhận của anh Hoàng rồi. Rồi. Thế trong nhà, úi giời, sao lại có mấy cái xe. Úi giời anh ơi, đây. Bên cạnh em GLK màu xanh đen lại là một em Range Rover. Vâng. À cái em xe Range này nghe bảo đi địa hình thích lắm à, nhưng mà ở dưới hạ giới là các bác làm mỏ là yêu em này lắm đấy bác ạ. Các bác ấy thích lắm đấy các anh. Xe này có cái công nghệ gì đặc biệt mà sao trông nó to, nó cũng đẹp mà nó hoành tráng này nhở? Chiếc Range Rover này là rất là nổi tiếng ở trên thế giới, là nhờ được áp dụng một loạt các cái công nghệ đi địa hình đỉnh cao. Đây là một trong những cái mẫu xe đến từ Anh Quốc mà gặt hái được rất nhiều thành công ở trên thế giới hiện nay. Đây anh Hoàng có thể thấy này, đèn pha LED. Vâng. Trông cái lưới tản nhiệt có yêu thương không ạ? Ừ. Trông chất đấy ạ. Thế này nhưng mà cái giá nó có mềm không? Yêu thương không? Chiếc này là được sản xuất 2014 anh Hoàng ạ. Có cái giá cũng yêu thương không kém gì những mẫu xe ở đây. 4,7 tỷ. Vâng. 20 mấy? Con này xin giới thiệu với anh Hoàng là con này được sản xuất năm 2014. 14. Vâng. Rồi, thế là đẹp đấy. Thuộc hàng mua mới bây giờ toàn thấy nghe bảo đâu đó hôm trước xem mấy con toàn chục tỷ thôi. Vâng, đúng rồi. Con bèo bèo bây giờ là cũng phải tầm 8 tỷ anh. Mà lại một nửa, chưa đến một nửa giá đấy thì ngon đấy nhở. Con này là cũng camera 360 luôn anh Hoàng. Đi bao an toàn luôn ạ. 360 surround đúng không? Vâng ạ. Hoành tráng nhở. Con này là ngồi bên trong là êm, cũng không khác gì những cái mẫu xe lừng danh trên thế giới đâu ạ. Đúng là Land Rover. Nhìn chất thật. Nội thất da bò. Được. Rồi xem Tào review khá là nhiều về cái Range Rover này rồi, biết đẳng cấp của nó rồi. Nhưng mà anh Hoàng chưa thực sự nghĩ lắm thì mời anh không, Hoàng. Không, bình tĩnh. Ngân sách năm nay triều đình làm ăn được. À, làm ăn được. Thì ta nói rồi, vượt thì vượt nhưng mà cũng cố tí ghi vào sổ phụ. Ôi trời ơi, vâng em sổ cảm ơn. Nhá. Đặt cọc. Mới có được 3 em. Mục tiêu hôm nay là phải làm chục con. Bởi vì năm nay được nghỉ 9 ngày. Dư một ngày nữa, cộng thêm một ngày nữa đi chơi cho hành trắng. Tối thiểu 10 con. Thế là anh Hoàng cứ sắp sẵn đi, rồi em sẽ chuyển xe đến vào đúng cái ngày anh Hoàng đi. Mà năm vừa rồi là cũng trộm vía là cũng có một cái hầm có chìa khóa riêng. Thế thì để em chuyển đến luôn. Đấy, ở đây lại đang còn sau lại có cái gì mà cũng to. Cái này có giống cái Land Rover không? Đây là một sản phẩm lừng danh của Nhật. Vâng. Toyota Land Cruiser anh Hoàng ạ. Ừ. Chiếc này thì cũng có cái đặc biệt là sản xuất 2015 nhưng lại được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về thị trường của mình luôn. Vâng, chiếc này có cái giá là 5,7 tỷ anh Hoàng ạ. 5,7 tỷ hôm rồi là nghe có cái bản Trung Đông Tàu nói nhỉ? Vâng đúng rồi. 7 tỷ cơ. Em vừa giới thiệu xong có đến hơn 7 tỷ ạ. Nhưng mà con này cũng phanh khoảng cách nhá, cũng logo, cũng camera 360 cũng đầy đủ hết anh Hoàng ạ. Nhưng mà là xe đã qua sử dụng, thế cho nên là hợp lý hơn. Cái xe này ta nghe bảo là nếu mà đi lên sân gôn ấy là AutoCAD đi là cứ hay lắm. Bùa vây. Cũng được đấy, tức là làm con Land Rover đi hoành tráng đúng không? Vâng. Nhưng mà con này nhiều khi đi mỏ, đi địa hình, đi ấy nghe bảo cũng được. Con Land Rover kia là anh Hoàng có thể đi tham quan những cái khoáng sản. Còn đâu con này là đi mỏ than vàng đen đấy ạ. Đi vàng đen con này là auto đẹp luôn. Đèn đóm này. Đèn LED đầy đủ, full hết luôn ạ. Cốt cũng LED luôn. Trông to béo tốt nhờ. Mà cũng thấy chả thiếu cái gì đâu. Ui rồi. Đây có cả cái Lexus hôm trước. Ui đây vâng. Lưới tản nhiệt hình con suốt là anh Hoàng nhìn một cái là phát hiện ra ngay là Lexus luôn ạ. Này thấy con suốt
sao nó giống cái chữ L. Chữ L. Con suốt là anh em trong giới xe là gọi thôi ạ. Còn đâu đúng ra là L Finance. Đấy. À, nghe nó chuyên ngành. Ngôn ngữ chữ L đúng rồi. Ừ, vâng. Cứ chữ L đi. Chữ L là luxury gì đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Chiếc này là đăng ký 215. 215. Cũng có cái giá là vô cùng yêu thương luôn, chỉ khoảng 3,6 tỷ thôi là anh Hoàng ngồi lên là đi auto êm mà cũng auto đẹp dai luôn. À, nghe Lexus, nghe bảo con này đi là cũng giữ giá bằng chết thì thôi đấy. Vâng, đúng rồi. Anh Hoàng đi 2, 3 năm. Nhưng mà bởi vì là mình ở trên thiên đỉnh ấy cho nên là cái thời gian này nó dài lắm cho nên cứ mua con nào giữ giá là cũng được. Ôi ôi, con này giữ giá lắm. Ông luôn giữ giá. Màu ngọc trai đẹp nhỉ? Mua được rồi. Hai con này nhá, đặt cọc luôn. Đặt cọc luôn, đặt cọc hai con luôn. Dồi, nhưng mà ơi, vẫn hơi vượt ngân sách một tí. Vẫn hơi vượt. Nhưng mà thôi không sao, sổ phụ năm nay được, năm nay làm ăn có lại. Vâng. Nếu cô mà thương, anh Hoàng mà không thích cái dòng gầm cao máy thoáng này thì có thể sang đến một em gầm thấp nhưng mà lại thể thao. Đến cũng đến từ cái ngôi sao ba cánh đấy ạ. Mà sao năm nay đi xe cũ xe lướt gì đấy thấy ngôi sao ba cánh nó nhiều thế nhỉ? Đúng rồi. Năm nay là nói thật với anh Hoàng là ngôi sao ba cánh là làm ăn được. Lên ngôi. Ừ. Cho nên là cái vấn đề lượng xe cũ ra thị trường nó cũng nhiều. Xe lướt đấy ạ. Mấy chiếc này toàn lướt hết. Thì mình cũng cứ theo trào lưu làm một con đi ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi, nhà Hoàng ở đấy. Dạ vâng. Thôi được rồi. Con này đời bao nhiêu, giá bao nhiêu nhỉ? Con này đời 27 anh Hoàng ạ. À không, con này hẳn đời 28 luôn. Vâng, con này nó loanh quanh khoảng 1,4 tỷ thôi. Cũng đẹp đấy, thôi được rồi. Nó cũng chả khác gì xe mới cả. Thôi hôm trước gặp Kiên Civic chỉ cho cách biết xem xe mới xe cũ rồi, keo chỉ các kiểu. Vâng. Rồi là có bao check. Anh Hoàng có thích cái em nó sedan nhưng mà nó sang trọng hơn, nó con này thể thao rồi vào con sang trọng hơn đi. Nó vẫn vượt ngân sách nhưng mà vẫn mua được. Có con cái con Camry nó hợp lý không? Mình đi con đấy nó được luôn anh Hoàng. Được luôn. Nhớ ghi vào sổ nhá. Dạ vâng. Bảo rồi, có cái hầm. Mời anh sang luôn với cả em 2.5Q của Camry luôn này. Ừ. Vâng. Đấy, đây này, cái con này nghe vẻ là nó hợp với Hoàng ấy. Con này là người ta gọi là đi auto lành luôn ạ. Sửa chữa thay thế mọi thứ đều vô cùng hợp lý. Ừ. Mà đi 3-4 năm anh Hoàng bán nó vẫn còn lãi đấy. Đi lãi xe luôn. Vâng. Bán lại còn lãi. 2.5Q, 1,3 tỷ ạ. 1,3 tỷ. Vâng. Đời mấy? Con này là Camry này là đời 2018 đấy ạ, 2.5Q. Nội thất tiếp vào da đẹp lắm, anh Hoàng nó vào ngắm thử cái. Vào ngắm thử cái. Đây có số điện thoại này, tí chốt luôn nhá. Tí dạ, vâng. Không được, anh Hoàng cứ để em lo được, em xử lý được ạ. Đây anh Hoàng. Đây, anh Hoàng ngắm qua cái bảng táp lô một tí ạ. Vâng, anh thấy không? Màu da bò đẹp luôn ạ. Ui giời ơi. Trông da nó cũng màu giống cái Rolls Royce lúc nãy mình ngồi nhờ. Ốp gỗ đấy anh Hoàng, đấy, ốp gỗ vần đẹp nhá. Mới quá. Mới. Vào xe là mùi da vẫn còn thơm phức ạ. Rồi. Ôi giời. Nó cũng mềm. Anh Hoàng làm con này đi vi hành ổn anh Hoàng ạ. Con này đi nó đỡ bị soi. Đúng rồi, chuẩn mình luôn. Mình nhiều khi đi xuống hạ giới vi hành là nó cũng phải kín kín một tí đúng không? Nó phải mềm một tí để xem nào cái chỗ này hay ngồi này. Con này ngồi êm anh Hoàng ơi. Nó lại không mở êm. Những cái Rolls Royce nhỉ? À không, thế thì nó đã là 11 tỷ. Ai giời. À được. Con này nó chỉ bằng 1/10 thôi anh Hoàng ạ. À, gầm cả thoáng nhỉ. Tì tay vào. Ui giời. Này. Anh Hoàng ơi. Bệ tì tay. Hết đấy ạ. Điều khiển ghế trước này rồi. Ui giời, rèm này. Ôi, thế có massage không? À không. Massage không? Massage chắc anh Hoàng phải bỏ thêm tầm 2 lốp vào đây để mới được massage. Cũng được. Nhưng mà con này đi là hợp lý anh ạ. Ngoài đi rất hợp lý luôn. Thế thì thôi như thế này. Thì đường nào là cũng nằm hết Tết đến rồi. Thì thôi cũng làm mấy năm vất vả, năm nay thì tôi cũng làm dàn xe thôi, có con nào thì cứ ghi hết vào sổ đấy rồi. Dạ, vâng. Sổ phụ nhá. Vâng, em ghi riêng nghe chưa? Cái này là chỉ em với anh Hoàng biết thôi nhá. Ừ. Vâng, như anh Hoàng có thể thấy anh Hoàng đi một lượt, anh Hoàng kết xe nào thì em xúc hết rồi. Ừ. Chỉ giới thiệu tiếp với anh Hoàng là đây là một dãy nữa của em. Vâng. CRV này vẫn lại là Mercedes này, Fortuner rất là nổi tiếng trong năm vừa qua. Tiếp theo lại là Santa Fe này là năm vừa qua đã có phiên bản mới rồi. Tiếp theo nữa là Ranger bán tải. Còn cuối cùng nếu mà để đi gia đình thì anh Hoàng cứ quất luôn cho em con xe đồ đa. Anh Hoàng xuống cọc luôn là em rước về luôn. Tức là mình cũng có thể lựa chọn trong nhiều cái dòng tiền khác nhau nhỉ. Dạ vâng.
mà ta nghe nói là trong cái năm vừa rồi ấy, là xe mới thì mua bia thì tiền phải kèm lạc phải ghét lắm. Vâng, cái đấy cũng là một cái đau đầu của em đấy. Cho nên bây giờ là nghe bảo xe lướt, xe cũ mà chất lượng ngon là cũng chẳng tội gì. Vâng, đúng rồi. Đúng cứ các bác hoặc là anh Hoàng có những cái kinh nghiệm mà em chia sẻ rất nhiều ở trên Auto Eli rồi. Anh Hoàng cứ lên đấy xem với cả bác Kiên Civic này, rồi là bác Trung H3T này. Xe cũ là mình cứ keo chỉ chuẩn đét là được. Thân vỏ đôi khi xước sát là sơn không sao. Uy tín rồi, không phải đập lấy luôn hết. Vâng, nhá. Em cảm ơn đã anh Hoàng nhá. Chuyển về. Em sẽ chuyển về cho anh Hoàng hết. Thôi nhưng mà anh Hoàng có vẻ kết em này. Này mà đi cho các táo mượn lên chầu thì chắc là báo cáo hay lắm. Nhất quá bạn. Hay lắm. Anh Hoàng này thấy này, cái logo này ngồi lên đây là bay một phát lên luôn. Logo triệu đô đúng không? Vâng. Mình mà ngồi trên đấy thì cũng có triệu đô nhưng mà thôi mình sổ phụ nghe chưa? Dạ vâng, dạ vâng. Vâng, xin chào các bạn. Có lẽ là vừa rồi là một cái tiểu phẩm rất là vui, những cái lời lẽ chúng tôi đã hóa thân vào trong những cái vai Ngọc Hoàng và Nam Tào để có thể cung cấp tới các bạn những cái thông tin về những cái dòng xe cũ. Có thể nói thị trường xe cũ trong năm vừa rồi cũng đã phát triển lên một cái tầm cao mới khi mà những anh em bây giờ là đưa ra thị trường những cái dòng xe nó chất lượng. Và có thể trong năm vừa rồi các bạn cũng đã nghe rất nhiều những cái thông tin về những cái dòng xe mới rất là hot nhưng mà lại mua lại phải kèm rất nhiều lạc, thì chúng tôi mong rằng qua các cái video chúng tôi giới thiệu về xe cũ, tư vấn về cách mua xe cũ vân vân thì các bạn có thêm được cái sự lựa chọn cho chính mình khi mà nhu cầu đi lại bằng phương tiện ô tô đang phát triển một ngày nhiều hơn. Bởi vì đơn giản rồi, đi ô tô là chúng ta có được cái sự an toàn rất là cao. Đấy, và có lẽ là thay cho lời kết thì Nam Tào gửi lời chúc tới anh em một năm mới thật tốt lành vào đi. Vâng, phụng thiên thừa vận của Ngọc Hoàng thì xin gửi tới anh em, chúc anh em một năm mới nhiều đạn nhiều thóc để cưới cho mình một cô vợ hai ưng ý, hàng chuẩn giá thơm, keo chỉ đẹp nét, không đâm đụng ngập nước, không tua công sửa máy, đặc biệt là đi mua xe mới không có gặp trường hợp mua bia phải kèm lạc. Vâng. Nào mời anh Hoàng ạ. Chúc mừng năm mới.